Chào mọi người, hôm nay để lên tiếp mọi người một lô phụ kiện nha mọi người, gồm những cái lưỡi Gamakatsu nè, đó và vài con mồi Baga Baga. Rồi để sắp vô cụ thể từng món cho mọi người xem, sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng clip sắp lên đó, thì anh em cứ quay cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Số 1 tham khảo. Thì mã số 1 thì shop sẽ có vài bịch lưỡi. Đây là bịch lưỡi của Gamakatsu, hàng lấy từ Nhật về nhé. Hàng này lấy từ Nhật về. Và đây là một lưỡi Gamakatsu cộng dài, lưỡi này lưỡi số 10 và nó sẽ có 17 lưỡi nè. Đó. Hàng của Nhật nhé, Gamakatsu. Thì hàng Gamakatsu thì chất lượng anh em khỏi bàn này. Đó. Và cái này lưỡi cộng dài chuyên về cho anh em là Kogo, câu giết, câu phi. Anh em câu bóng đục đó, thì mấy cái này cũng rất là ok luôn. Đó, bóng đục. Mấy con mà nó hay nuốt mồi này gọng dài nè, nó sẽ không nuốt hết cái này đâu. Đó, không có nuốt hết lưỡi cho nên em dễ lấy. Đây. Xe lưỡi đây, rất là bén nha. Lưỡi số 11. Thì một túi này shop sẽ bán với giá là 20k nha mọi người, 20k. Thì phí shipping mình là sẽ là 30k cho một đơn hàng nha. Anh em mua một túi vẫn ship luôn. Đó. Mua bao nhiêu túi cũng ship. Đó, một túi vẫn ship. Đây. Lưỡi rất là đẹp và bán bén nha. Rồi giá công khai 20k nhé, 20k cộng ship. Tiếp theo lưỡi số 2. Lưỡi số 2 sẽ là cũng là lưỡi Gamakatsu. Và lưỡi này lưỡi số 12 nha mọi người. Đó. Và cái loại này nó rất đặc biệt. Đặc biệt một cái là trên lưng nó sẽ có sóng ngược. Đây. Đó, nó có ngạnh ngược nè. Đó. Và lưỡi này bự hơn một tí. Bự hơn lưỡi số 10 tí. Đây, lưỡi này còn khá bự. Đó. Lưỡi này thì về anh em nào câu biển á, câu biển lấy lưỡi này câu ok luôn, câu mấy cá đỏng đù đù. Đó. Rất là xịn ha. Anh em móc con tép thì lưỡi này nó rất là khó giục mồi. Đây. Đó là sóng ngược nè, chiên trị cho miếng cá ghĩa ghĩa. Thì túi này thì một túi này sẽ có 14 lưỡi nha mọi người, một túi này sẽ có 14 lưỡi. Và giá công khai giá 25k nha mọi người, 25k một túi. Thì loại lưỡi sóng ngược này nè, nó có sóng ngược nè, rất là ít luôn. Đó. Lô này thì về chỉ có vài túi này thôi. Đó. Rồi, giá 25k nha mọi người, 25k cộng ship. Một bịch này sẽ có 14 lưỡi nha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 vẫn vậy, vẫn là một lưỡi Gamakatsu gọng dài. Lưỡi này thì chuyên về cho nên là Kogo, đó, Kogo câu giết, câu cá mương. Đây, lưỡi nó siêu nhỏ luôn. Lưỡi nó dạng nhỏ chứ không có lớn. Đây. Để ngón tay mọi người. Đó. Rất là nhỏ nha, để ngón tay út nè, đó, tương đối nhỏ. Và lưỡi này lưỡi gọng dài, lưỡi của Gamakatsu. Đó. Rất là gọn, nhỏ. Cái này anh em Kogo á, Kogo bóp chứng kiến vô câu cũng rất là chắc nha. Đó. Anh em miền Tây thì có thể lấy cái này câu cá sát, cá dứa, rất là xịn nha. Rồi, giá công khai, giá là 20k nha, 20k một túi. Và một túi này nó sẽ có 15 lưỡi nha, túi số 7 nè. Cái này số 9, đợi đó thì sẽ có 3 xây. Đây, số 9, mã số 4. Đây, số 9, bự hơn một tí. Mã số 5 sẽ là số 10. Sẽ bự hơn một tí. Đây. Vẫn là gọng dài nha mọi người. Đó. Clip này lên gọng dài khá nhiều. Đó. Nó sẽ bự hơn cái mã hai mã kia tí. Thì anh em cần báo mình chụp hình cận cảnh đo từ xây cho mọi người nhé. Số 3, số 4, số 5. Đây, mã số 5. Giá cũng là 20k nha mọi người, 20k một bịch mã số 5. Đó. Và đây, chỗ 6, số 7, số 8. 6, 7, 8 là cùng xây nha mọi người. Cùng loại lưỡi nhưng mà nó khác xây nha. Số 9, số 13 và số 14. Đây, đó. Lưỡi của hàng QH. Lưỡi này của Nhật luôn nha mọi người. Mercedes-Benz, hàng lấy từ Nhật về. Lấy một cái cho anh em xem. Đây, mã số 6, lưỡi số 9. Đây, vẫn là lưỡi gọng dài nhé. Lưỡi này lưỡi màu vàng. Đó.
rất là bén luôn. Cực kỳ bén nha. Đó. Chuyên về cho anh em vào Google, Google copy. Loại này anh em về sẵn hàng cũng được. Đó. Anh em câu đài. Rồi, giá là 20k một túi này nha. Anh em nào ở khu vực miền trên đó, ở An Giang Châu Đốc á, lấy mấy cái loại này nè, về câu câu cá mà cá lăng, mùa này cá lăng về. Đó. Mùa cá lăng về, anh em móc mồi mồi thuốc á, móc vô mấy cái lưỡi này rất là gọn luôn. Đó. Gọn dài rất là dễ móc nha, quấn thế này. Đó, rất là dễ. Cạnh thế này quấn thôi, đó, rất là dễ tiện quấn. Và lưỡi này tương đối bén. Rồi, giá công khai. Giá là 20k nhé, lưỡi số 13. Mã số 7. Mã số 8 cũng vậy. Đây, lưỡi vàng. Đó, lưỡi này bự hơn một tí. Mã số 14. Rồi, giá cũng là 20k nhé. Bên đây là cũng mã QH thì loại này thì có hai size, một size số 8 và size số 4. Size số 4 này loại dưỡng nhỏ rồi, luyện chiên cho anh em mà câu gô. Đó. Cái này thì cho anh em nào câu cá lăng. Rồi, giá cũng vậy, giá vẫn là 20k như này, 20k một túi. Tiếp theo qua đây, mã số 11. Mã số 11 là một cái phơm lưỡi khác. Đây. Phơm lưỡi này cho béo vô thế này. Đó. Đây. Sẽ móc vô thế này. Lưỡi này là của Nhật về nha mọi người. Đây, này sẽ góc móc rồi thế này, phơm nó thế này. Lưỡi này thì mình có thể bán cho một số anh em á, câu về anh em câu đài cũng rất ok nhá. Khá là chắc. Lưỡi nó sẽ dẫn ra, cá hớp vô là dính liền. Đó. Rồi, giá quan quậy, giá là 20k nhá. Một bịch này nó sẽ có 18 lưỡi. Một bịch này sẽ có 18 lưỡi nhá. Giá là 20k. Mã số 11. Tiếp theo lên đây là sẽ có vài số lưỡi của gamma cao su. Thì số 12, 13 và 14 là nó chung loại lưỡi nha mọi người, chung loại lưỡi nhưng mà nó khác size. Có mã size từ size số 8 nè. Đó. Size số 9 và size số 10. Đều là lưỡi gamma cao su. Đó, lưỡi gọng chữ U. Thì loại này thì về cho anh em nào nhận thích săn hàng á, câu phi á, đây thích hợp luôn, đây, cũng tương đối nha mọi người, không quá bự cũng không quá nhỏ. Giá cũng vậy nha mọi người, giá cũng là 20k một bịch nhá. Đó, lưỡi số 9 nè, lưỡi số 9 này sẽ có 12 lưỡi nha, lưỡi số 10 sẽ có 11 lưỡi, lưỡi số 8 nó sẽ có 13 lưỡi nhá. Đó, thì mọi người cần thì báo mình chụp hình đo cận cảnh là từ xây cho mọi người xem nhé, để trong clip thì cũng rất là khó thấy cho mọi người. Đó đây, để cái tốt vào đây, nó thế này. Chỉ bự hơn một tí xíu thôi. Lưỡi nó khác nhau tí xíu thôi. Nè, đó. Tiếp theo qua đây. Và đây là mã số 15. Mã 15 vẫn vậy, vẫn là lưỡi của Gamakatsu. Đó. Gọng nó sẽ là lưỡi này lưỡi số 12. Đó, lưỡi này lưỡi số 12. Và cái rộng nó của nó sẽ là nó cứ quát quát cong cong thế này đây. Để nhờ để ốc chân nó tốt cho anh em xem. Đây, nó thế này. Đó. Khó quá. Đây, nó thế này đây. Cộng kỹ vô này sẽ làm thế này. Đó. Cá ăn là giật là dính thôi. Lưỡi lưỡi số 12 nha mọi người. Mã số 15. Một túi này nó sẽ có 12 lưỡi. Ngoài giá công khai vẫn là 20k nhé. Tiếp theo qua đây cũng vậy. Một cái của Gamma. Và lưỡi này sẽ nhỏ một tí. Cái này về anh em câu đài ok nè. Đó. Rồi, một túi này sẽ có 15 lưỡi nha. Giá công khai vẫn là
20k, mã số 16. Tiếp theo qua đây là vài cái bịch lử cực kỳ nhỏ nhóm người, chiên cho mọi người câu cá mương nè, câu gô, câu cá giết, cực kỳ nhỏ cho anh em nào. Bịch số 17, 18 là hai bịch giống nhau nhé, tay khác xây thôi. Đây, một cái bịch xây số 3, một bịch xây số 4. Đó. Một bịch này sẽ có 12 lửng nhé mọi người, bịch này sẽ có 12 lửng. Đây, lửng nó thế này đây, rất là nhỏ, rất là bé luôn. Đó. Anh em chuyên về cho anh em câu gô, câu giết nè. Đó. Đó. Cực kỳ nhỏ nhé. Rồi, lưỡi này lưỡi không ngạnh luôn nha mọi người, lưỡi này lưỡi không ngạnh luôn nhé. Rồi, giá công khai một túi này, giá vẫn lại 20k mọi người, 20k một bịch. Để bịch số 14 nó sẽ lớn hơn một tí thôi. Đó. Rồi, giá vẫn vậy ha, giá 20k. Anh em miền Tây thì loại này anh em về câu cá gô là bá cháy rồi. Đó. Tiếp theo bên đây, mã số 19. Mã số 19 là một lưỡi. Lưỡi này có ngạnh không ơi, lưỡi có ngạnh, nó rộng tương đối dài mà cũng dạng lưỡi nhỏ nữa. Lưỡi này anh em câu đài nè, câu gô, câu giết cũng rất ok ha. Đây. Đây. Đó, cực kỳ nhỏ gọn nha, rộng nó cũng dài. Đó. Cực kỳ bén luôn. Rồi, giá công khai như vậy 20k nha mọi người, 20k một túi này. Và túi này dịch này. Túi này có lấy từ Nhật về nha mọi người. Đó. Một túi này có không biết nhiều lửng nữa. Hay tầm khoảng 10 lửng, mười mấy lửng á. Đây. Rồi, giá công khai 20k. Tiếp theo qua đây. Qua đây là vài túi lửng của Kamakatsu. Lửng không ngạnh. Đây, một cái lửa không ngạnh khá là bự luôn, chà bá lửa. Một túi này nó không biết có bao nhiêu lửa đây. Hàng này mới cái này cũng chưa kiểm tra nữa đây. Đây, lửa này lửa không ngạnh nữa, lửa này bự chà bá luôn, không biết có cái gì nữa. Quá trời lửng. Đó đây. Đó. Một túi này nó sẽ có chắc 100 lửng quá. 100 lửng luôn rồi. Để vào đây nè. Lửng số 13 chắc 100 lửng rồi. Đó. Rồi, một túi này mã số 21, giá công khai là 30k nha, 30k mã số 21. Lửng mỏng của nó để ngoài đây đây. Đó. 30k nhá, lửng này tương đối bự nha mọi người. Tiếp theo mã số 22. 22 lửng Gamakatsu không ngạnh. Thì cái form này thì lần trước shop nó bán rồi. Đó. Một bịch này nó sẽ có là 27 lửng. Đó. Rồi, giá cũng vậy, giá 20k luôn nhá. 20k. Và shop cũng đã nhắc cho mọi người rồi, đây cái đuôi của nó đây, nó làm vẫn có răng răng thế này nè, nhưng mà khó, rất là khó tóm lửng nhá. Đó, nói kỹ đây cho mọi người luôn. Rồi, giá một túi này là 20k nha mọi người. Lửng chiên về cho anh em câu đài, câu suối. Tiếp theo mã số 21 rồi, 22. 22 cũng vậy, vẫn lửng của Kamakatsu. Giá cũng là 20k nhá. Đây. Đuôi nó tương đối nhỏ. Đây, phơm lửng nó đây. Đó. Rồi, giá là 20k nha mọi người, 20k một túi. Tiếp theo qua đây. Qua đây cũng là dịch lửng của thằng Quy Hấp. Và phơm lửng nó thế này. Đó. Lấy ra cho mọi người. Đây. Và lửng này nó có dập cái đuôi nè, cho anh em dễ tóm nè. Phơm lửng nó cong cong thế này đây. Đó. Rồi, giá cũng vậy nha mọi người, giá cũng là 20k một túi này nhá. 20k một túi. Đó. Một lửng không ngạnh, và túi này nó sẽ có là 45 lửng nha mọi người, 45 lửng. Đó, rất là tiện lợi nhá, giá tương đối mềm. Và đây hình nó câu cá suối đây, cá giết đây. Đó.
mã số 23 nhé, mã số 24. 24 là gom lên trong người về ngoài tép lử tấm sẵn nè. Đó. Một tép này nó sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 7 lử nha mọi người, một tép này sẽ có 7 lử và tép này của Gamakatsu. Đó. Và shop bán cho mọi người giá là 15.000 một tép nha mọi người, 15.000 một tép lử tôm sẵn. Lử là tương đối nhỏ rồi, đó. Cho anh em nào câu cá go cá hanh cá nhỏ nhỏ nè, đó. Rồi, giá mã số 24, giá là 15k nha mọi người, 15k cho một tép. Tiếp theo là lên cho mọi người vài con mồi. Đó, quay con mồi giả của hãng Gabala. Thì hãng Gabala này là hãng của Mỹ nha mọi người. Đó, một hãng của Mỹ. Và mồi này một mồi chưa qua sử dụng nhé, mồi mới 100% chưa qua sử dụng. Đây, đây một con mồi cho anh em lua suối, lua phi, lua chẽm này, câu hành, câu cháp. Và đây là một con mồi dài là 30 dài là 3 cm nè, nặng là 2g thôi. Đó, nặng là 2g. Và con này nó lặn từ 0.6 đến 1m2 nước cho người, từ 0.6 đến 1m2 nước. À, mồi khá đẹp nhá, mồi mới 100% nhá, quên thật. Rồi, giá mồi mình bán công khai 120.000 một con nha mọi người, 120k một con. Đó. Mã số 25. Giá 120 nha mọi người, 120 cộng ship. Tiếp theo 27. 27 lên cho người vẫn là một con mồi lua chẽm nè, lua chẽm, lua hành, lua cháp. Thì con này nó dài là 6 cm, nặng là 4g thôi nha mọi người, nặng là 4g và mồi mới 100% chưa qua sử dụng, chưa tháo ra được luôn. Và con này nó lặn từ 0.6 đến 0.8m nước nhá. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 120 nhá, mã số 26. Tiếp theo 27. 27 28 là trung mã nhé. 27 28 hai mồi nè, hình là màu cá đối nha mọi người, màu cá đối. Con dưới đây thì sẽ màu vàng vàng, con dưới đây sẽ có màu đỏ trên nè, đó. Và hai con này nó nặng là 4g, dài là 7 cm, nó lặn từ 0.8 đến 1m, 1.5m nước nha mọi người, đó. Giá công khai vẫn vậy, giá 120k một con nhé. Tiếp theo con 29, thì con 29 này đẹp luôn này, à, dạng màu trong nè, đó. Màu trong mà có ánh kim nè. Thì con này nó dài là 6 cm, nặng là 3g, lặn từ 1.2 đến 1.8m nước. Rồi, giá công khai vẫn vậy, giá 120 nha mọi người, 120 một con mồi chưa qua sử dụng nhé. Mồi còn nhất là mới chưa qua sử dụng luôn. Mồi xịn nha mọi người. Tiếp theo mã số 30 31. 30 là trong người vẫn vậy, vẫn một con mồi lua lóc, lua chẽm nè. Câu chẽm này, câu chẽm, câu hanh, câu cháp. Đó. Thì con này nó dài là 5.52 5 cm nha mọi người, 5 cm, 5.2 cm, nặng là 3g và lặn từ 0.8 đến 1.5m nước. Đây. Giá cũng vậy, giá 120 nhé. Mã số 30 31 31 đây, màu rất là đẹp này. Đó. Dài 5.2 cm, nặng 3g, lặn từ 0.9 đến 1.5m nước. Đó. Mã số 31. Giá quá nghệ, giá 120k. Mã số 32 con vậy, nặng là 3g, dài 5.2 cm. Đó. 32 à, 33 con vậy luôn. Nó trùng màu thôi. Đó, khác màu thôi. Đây, đó. Rồi, giá cũng là 120 luôn rồi, 120. Tiếp theo là 34 màu tiger nè. Đó. Thì con này nó nặng là 4g, dài là 7 cm. Con này nó hoạt động từ 0.8, 0.9 đến 1.5m nước. Lử này trong đây là lử BKK nha mọi người, lử là lử xịn luôn á.
về anh em chỉ cần móc vô mà câu thôi. Đó. Mà thì chưa qua sử dụng thì anh em yên tâm. Đó. Đảm bảo lắm người. Gabala thì anh em cứ search Gabala F7 là nó sẽ ra các sình của con này trên Google luôn. Những con mồi xịn thế này thì anh em yên tâm. Nó action thì anh em lên Google, lên YouTube hay Google á. Search là Gabala F9 là nó sẽ ra, tự nhiên nó ra liền. Đó, đây. Hai con này quẩn quẩy. Đó. Mã số 35, 36. Hai con màu khó là khá đẹp. Thì con này dài là 9 cm, nặng là 5 g, nó lùa, nó hoạt động phạm vi hoạt động từ 0.9 đến 1.5 m nước nhé. Rồi giá là 120k một con, mã số 35 36. Tiếp theo là 37 38. 37 38 sẽ là hai con này đó, một con mồi tiger, một con mồi xám xám trong trong thế này đây. Thì hai con này nó sẽ dài là 8 cm, nặng là 6 g, và nó lùa từ 1.2 đến 1.8 m nước nhé, 1.2 đến 1.8 m nước. Rồi giá là 120k một con nha. Còn 36 37 36, 37 38. Tiếp theo 39 và 40 mọi người. Đó. 39 40 thì hai con này nó sẽ nặng là 5 g, dài là 9.3 cm. Đó. 9 cm thôi, dài 9 cm và nó lặn từ 0.9 đến 1.5 m nước. Màu khá đẹp ha. Anh em luôn chẻm nè. Mấy con này rất là ok. Đó. Tiếp theo là hai con cá. Hai con cá này đây. Đó. Lóc được nè. Đó. Thì các sình của mấy con này thì anh em cứ search Gabala và cái tên này GSG-5 là nó sẽ ra liền. Thì hai con này nó sẽ nặng là 9 g. Đó, nặng là 9 g. Dài là 5.2 mét nước, dài là 5.2 cm. Và con này nó lặn từ 2.1 đến 3.3 mét nước cho người. Đó. Lặn từ 2.1 đến 3.3 mét nước. Đó. Rồi khá đẹp ha. Rồi, tiếp theo cho anh em một con cuối cùng về cho anh em là Lugan. Lugan con nhông. Đây. Đó, một con Gabala. Và con này nó nặng là 7 g, dài 13 cm, và con này nó lặn từ 1.2 đến 1.8 m nước cho người. Đó. Màu khá là đẹp ha. Đó, tương đối đẹp. Và con này mới 100%. Rồi đó, tổng cộng những phụ kiện mồi câu lưỡi câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ở chốt có thể để lên shop, số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.